Hoàng Giang Tóc TV mến chào bà con và các bạn, rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng, hôm nay Hoàng Giang Tóc TV sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn nhuộm màu nâu cà phê sáng nha. Giang sẽ nhuộm trên nền tóc 2 khúc, chân ga khoảng chừng 3 cm. Giang nhuộm màu của hãng VMS 6.B3 màu nâu cà phê và oxy 6, mình nhuộm vô cái phần chân nha. Rồi, đây Giang đã nhuộm vô phần chân được 30 phút rồi thì Giang kiểm tra, Giang thấy cái phần chân tóc đen nó đã lên màu rồi, thì Giang bắt đầu tiến hành pha màu để nhuộm cái phần thân tóc. Chén thuốc còn lại Giang cộng thêm 15% màu 3 gạch 0 cộng oxy 3 cộng hấp dầu. Thì trong cái chén thuốc còn lại thì nó đang oxy 6, và chúng ta bỏ oxy 3 vô thì cho nó loãng ra, cho nó nhẹ lại. Còn tầm khoảng chừng oxy 4.4.5 gì đó thì chúng ta nhuộm hạ màu xuống cái ngọn tóc và cái thân tóc, vì cái thân và cái ngọn nó nằm ở tông 7, thì chúng ta muốn hạ xuống thì chúng ta cho 30 vô 15% thì nó sẽ hạ xuống. Thì hấp dầu thì mình cho vô thêm thì nó làm cân bằng pH và loại bỏ kèm và đưa dưỡng chất vô cho cái tóc nó bóng mềm mượt hơn. Đây giờ Giang thao tác, Giang nhuộm thân tóc và ngọn tóc. Chúng ta vô thuốc rồi chúng ta massage cho thật là kỹ, cho thuốc thấm thật là sâu thì từ chỗ đó cái tóc mình nó mới đều được ha. Hoàng Giang Tóc TV mến chào bà con và các bạn, rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng, hôm nay Hoàng Giang Tóc TV sẽ gửi đến bà con và các bạn một video ngắn về hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất. Hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất có 4 điểm tối ưu: 1. Hấp nóng và hấp lạnh phục hồi tóc yếu khô sơ xù quéo trẻ ngọn, 2. Pha vô giữa nhộm được, 3. Dùng thay dầu xả khi hoàn thành nước số 1 và nước số 2 uống giữa nhộm, 4. Loại bỏ kiềm và cân bằng pH. Đó là 4 điểm tối ưu của hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất nha. Hấp dầu này thì Giang tự nhiên cứu ra, lý do Giang làm video này gửi đến anh chị em trong ngành tóc và những anh chị em ngoài ngành tóc. Trước đây Giang có làm hai video hướng dẫn về cách pha chế hấp dầu tại nhà thì có rất nhiều bà con ủng hộ và hỏi mua, nhưng lúc đó Giang rất là bận nhiều công việc nên Giang không có thời gian mà để bán phục vụ cho bà con và các bạn. Nay Giang cũng có thời gian rảnh, sắp xếp được thời gian rảnh thì Giang sẽ làm để phục vụ cho bà con và các bạn. Bà con và các bạn nào có nhu cầu muốn mua hấp dầu của Giang về dùng thử thì hãy liên lạc với Giang qua số Zalo 0833 222 181. Giang sẽ hướng dẫn tư vấn cho các bạn pha vô uống giữa nhộp và phục hồi tóc yếu tận tình. Rồi, Giang sẽ hướng dẫn tiếp về cho bà con và các bạn mua sử dụng tại nhà ha. Trước tiên Giang sẽ hướng dẫn về cách thay cho dầu xả ha. Thì bà con cứ gội đầu xong rồi thì bà con dùng một lượng nhỏ tầm khoảng chừng 2 gói dầu xả, thì bà con thoa lên trên tóc và massage nhẹ tầm chừng 3 phút thì bà con xả lại là được. Kế tiếp Giang sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn hấp dầu tại nhà ha. Thì bà con và các bạn cứ gội đầu cho sạch, lau cho ráo khoảng chừng 60-70% nước ha. Rồi bà con dùng một lượng hấp dầu vừa đủ với cái tóc mình thoa lên cho đều. Rồi bà con kẹp tóc lên. Sau đó bà con nấu một miếng nước nóng pha ra cho ấm ấm. Rồi bà con để cái khăn bông vô. Rồi bà con dắt nước bỏ bớt. Sau đó mình chùm lên tóc mình. Và kế tiếp là bà con lấy cái bọc ni lông chùm tóc. Bà con chùm lên cho thật kín để 30 phút cho Giang. Rồi sau đó bà con tháo ra, bà con đi gội đầu lại bình thường ha. Tóc yếu thì bà con một tuần hấp một lần, tóc trung bình bà con một tuần hấp hai lần, tóc khỏe 3 tuần 4 tuần bà con hấp một lần nha. Giang đã nhín chút ít thời gian ra để xem video chia sẻ về hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất. Bà con và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên lạc với Giang qua số điện thoại trên màn hình. Chân thành cảm ơn bà con và các bạn. Xin chúc bà con và các bạn vui vẻ, gia đình hạnh phúc, làm ăn được thuận lợi, đồng ngân được thăng tiến. Xin chào bà con và hẹn gặp lại. Sau khi chúng ta vô cái phần thân và phần ngọn xong rồi thì chúng ta tiếp tục bắt từng lớp ra. Chúng ta vô cái phần chân tóc, và khi vô thuốc thì chúng ta massage cho cái thuốc nó thấm đều cái phần chân. Khi chúng ta massage như vậy đó thì cái tán cái thuốc ra rất là đều, từ chỗ đó cái phần chân của mình nó không có chỗ sáng và chỗ tối. Khi vô rồi cái phần chân thì các bạn lấy bọc, các bạn chùm lại tầm khoảng chừng 15 phút nữa. Thì khi các bạn chùm được 15 phút rồi thì các bạn kiểm tra coi cái tóc nó đều chưa. Nếu như đều rồi thì các bạn bắt từng lớp ra, các bạn xịt nước và xịt pH vô. Sau khi các bạn xịt pH được 5 phút rồi thì các bạn đi xả.
Và các bạn tiếp tục dùng cái hấp dầu đó các bạn ủ khoảng chừng 10 phút nữa. Đây là kết quả. Cái tóc này thì Giang chưa có kéo lại nha. Giang chỉ mới có sấy khô thôi. Bà con và các bạn thấy rất là bóng, rất là mềm mại ha. Thì cái hấp dầu của Giang đó, nó rất là nhiều dưỡng chất. Từ chỗ đó chúng ta pha vô uống giữa nhộm thì cái tóc rất là đẹp nha. Bà con và các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa, bà con hãy cho Giang xin một like và chia sẻ, bấm chuông để theo dõi những video hướng dẫn về tóc tiếp theo. Chân thành cảm ơn bà con.